Thaco ra mắt hai mẫu xe đa dụng châu Âu, giá 1,7 và 2,25 tỷ đồng. Sau thành công với ngoài mong đợi của Puzel tại thị trường Việt Nam nhờ bộ đôi SUV 3008 và 5008, Thaco đã tiếp tục đưa về Puzel Chevrolet, mẫu xe MPV hoàn toàn mới, sản xuất lắp ráp tại Chu Lai và chính thức ra mắt hai mẫu xe này vào ngày mùng 5 tháng 5. Thaco giới thiệu Puzel Chevrolet với hai phiên bản, Chevrolet Luxury, 7 chỗ, với giá 1,699 tỷ đồng và Chevrolet Premium, 4 cộng 2 chỗ, với giá 2,249 tỷ đồng. Pujol Chevrolet tập trung theo xu hướng thiết kế khoang nội thất rộng nhất phân khúc khi sở hữu kích thước tổng thể DXRXC, lần lượt là 5.315X 1935X 1915mm đối với phiên bản Luxury và 5.315X 1935X 2030mm, chiều cao sau khi gắn mùi, nguyên bản chỉ 1915mm đối với phiên bản Chevrolet Premium, xe có chiều dài cơ sở 3.275 mm, cùng với khoảng sáng gầm xe 170 mm. Buick Chevrolet Luxury và Premium đều sở hữu bộ mâm hợp kim 17 inch. Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập cùng với bộ khuếch tán gió riêng biệt cho hàng ghế thứ hai và ba nhằm mang đến không khí trong lành cho cả khoang xe. Buick Chevrolet Luxury và Premium được trang bị bảng điều khiển trung tâm tích hợp các tính năng như điều chỉnh điều hòa khóa cửa trung tâm, cửa trượt tự động, khóa trẻ em, đèn khẩn cấp, cảnh báo áp suất lốp, sưởi kính chắn gió, sưởi kính phía sau. Với phiên bản Puzel Traveler Luxury, không gian rộng lớn và linh hoạt chính là điểm mạnh mà sản phẩm này mang lại. Người dùng có thể trượt, gập, xoay 180 độ, tháo rời các ghế ở hàng ghế thứ 2 và 3, thoải mái bố trí chỗ để chân cũng như khoang để hành lý. Thể tích khoang hành lý khi sử dụng cả 7 ghế là 1.384 lít và thể tích khi tháo cả hàng ghế thứ hai và ba là 4.554 lít. Puzel Chevrolet Luxury còn cung cấp hai bàn ăn kiểu gập phía sau ghế tài xế và ghế phụ, bốn ổ điện 12V được lắp đặt phù hợp trong khoang hành khách, một ổ cắm 220V và ổ cắm USB để kết nối các thiết bị di động. Nội thất phiên bản Premium sở hữu nhiều điểm khác biệt so với phiên bản Luxury, thiết kế khoang thương gia phía sau vách ngăn với hai ghế thương gia chỉnh điện 8 hướng tích hợp, tựa chân, tựa tay, bàn làm việc. Tính năng massage, thổi gió, khoang còn được bố trí hệ thống giải trí tách biệt với khoang lái với 6 loa, một sắc và màn hình giải trí 32 inch tích hợp hệ điều hành Android cùng ổ cứng dung lượng 500GB. Đáng chú ý là hai ghế phụ có thể gập, mở linh hoạt vào vách ngăn theo điều kiện sử dụng. Các chi tiết khác được trau chuốt hơn so với luxury như đèn LED hắt sáng, sàn gỗ, ốp điều hòa giả gỗ, toàn bộ nội thất được bọc da cao cấp và có tùy chọn màu da cho chủ nhân sở hữu. Uzel Chevrolet Luxury và Premium trang bị động cơ diesel SD dung tích 2.0 lít tăng áp, công suất cực đại 150 mã lực tại vòng tua 4.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại đạt 370 nm tại 2.000 vòng trên phút, đi cùng hộp số 6 cấp thế hệ mới EAT6 tích hợp công nghệ QUICKSHIFT. Uzel Chevrolet Luxury và Premium được phát triển trên nền tảng khung gầm thế hệ mới EMP2 của tập đoàn PSA, giúp gia tăng độ cứng vững cũng như giảm thiểu khối lượng từ đó giảm được chi phí cho nhiên liệu, xe còn sử dụng hệ thống treo trước kiểu MacPherson và treo sau dạng độc lập với lò xo so trụ, hệ thống phanh đĩa trước sau và hệ thống lái trợ lực bằng thủy lực.